Ủa, chị hai về đó hả chị hai? Ừ, bơi xuống mới đón chị đi em. Chiều chiều chiếm giật chiều chiều bận quăng. Phải, chị hai ơi, chẳng những lãng tai mà em còn vô tri vô giác, nên đâu biết đến thương đau.
chị ham chi cái cảnh kiếm tiền vật chất, cho nên khi má mất mà chị cũng không về. Sao chị bạc bẽo quá vậy hả chị ơi? Đồng chua sớm chiều mưa nắng, nên chị mới ra đi bỏ lại mảnh vườn xưa hoang vắng điêu tàn. Dù mái nhà xưa vách đá cơ, nhưng nơi ấy đã tạo cho mình nên hình nên dáng và nuôi lẫn mình bằng rau ốc lúa khoai. Chị ơi, nói là nói gì cho em đây, có bao giờ dám than trách chị? Vì em với chị cùng một nhánh sanh ra, nghĩa chị em biết nhục tâm tình. Bàn thờ mà bấy lâu em để dành cho chị, vậy chị hãy quấn lên đầu và đốt nhang làm lễ cúng mái đi chị. Thank you.